Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giải đáp chia sẻ với các bạn cái thông báo ở trên màn hình ở đây các bạn đang xem đây. Đối với những người nào chơi game Pet Mobile trên iPhone, đấy, khi các bạn chơi iPhone thì gần đây cứ mở game ra liên tục nó có những cái thông báo như thế này. Và một số bạn nhắn tin cho mình hỏi là cái này nó thông báo là cái gì. Và một số bạn hỏi rằng hình như sau 30 tháng 7 là không đăng ký Konami được ở trên iPhone gì đó vân vân. Thì hôm nay mình sẽ giải thích chia sẻ với các bạn rằng cái thông báo này họ nói gì. Thì gần đây trên các bạn chơi game Pet Mobile ở trên iPhone thì cứ mở game ra nó sẽ hiện như này. Thì cái đầu tiên mình sẽ giải thích với các bạn ngắn gọn như thế này, tức là nó nói là quan trọng cái về cái việc cấu hình lại cái việc liên kết dữ liệu liên kết game ấy. Thì nó nói rằng là sau khi mà các bạn update cái phiên bản game Pet Mobile, cái phiên bản 4.6.0, và người ta sẽ dự kiến vào ngày 30 tháng 7 họ sẽ update cái phiên bản game Pet Mobile là 4.6.0, và thời điểm hiện tại mình đang làm cái video này là 4.6.0, và họ sẽ update vào ngày 30 tháng 7 là 4.6.1. Đấy, thì nó nói rằng là bạn cần phải cấu hình lại cái dữ liệu game của bạn với lại Game Center. Đấy, thì nó nói rằng là có nghĩa rằng là ví dụ như là cái của mình mẹ của mình bây giờ cái nick của mình đang liên kết với lại Game Center. Đây, ví dụ đây. Support này, link data. Thì đây mình tích cái màu xanh này, tức là nó đã liên kết với Game Center. Tức là sau khi update cái phiên bản 4.6.1 thì nó sẽ mất cái liên kết với Game Center, bạn cần phải liên kết lại. Hiểu lôm la là như thế. Và nói rằng là tuy cái việc này cũng đưa đồng nghĩa với việc rằng là những bạn nào mà chiếc iPhone của các bạn ấy mà cái phiên bản hệ điều hành iOS của bạn là từ 12.4 trở lên ấy, thì các bạn mới có thể liên kết được với lại Game Center. Đấy, ví dụ như là chiếc iPhone 8 Plus của mình đang phiên bản 14 beta. Còn những bạn nào mà bên dòng dưới nó nói có nghĩa là những ai mà dùng iPhone ấy, mà cái phiên bản hệ điều hành iPhone mà dưới 12.4 thì các bạn không liên kết được game với cái đích của các bạn được với Game Center, mà chỉ có thể liên kết được với Konami ID thôi. Đấy, tức là nếu mà các bạn biết đăng ký Konami ID thì nó không ảnh hưởng gì cả. Nhiều bạn hỏi ở đâu hay xem ở đâu và là từ sau 30 tháng 7 trên iPhone là không đăng ký được Konami ID hay là đại loại gì đấy. Thì đây không phải, tức là nó liên quan đến cái phiên bản hệ điều hành của chiếc iPhone bạn đang dùng. Cứ từ 12.4 trở lên thì đã liên kết được với Konami ID và Game Center. Còn nếu cái iPhone của các bạn, hoặc iPad của các bạn mà cái hệ phiên bản hệ điều hành dưới 12.4 thì các bạn chỉ liên kết được với Konami ID thôi. Và họ khuyến nghị các bạn nên đăng ký Konami ID. Đấy, các bạn sẽ vào extra support link data và các bạn sẽ tiến hành đăng ký thôi. Còn đây cái phiên bản cái thông báo này nữa thì nó bảo là nếu mà bạn muốn ý định nâng cái iPhone của bạn lên 14 beta ấy thì các bạn cần, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc liên kết với Game Center. Vì vậy người ta bảo là các bạn nên đăng ký Konami ID trước khi up cái điện thoại của bạn lên cái phiên bản iOS 14 beta. Đó, thế thôi, nói chung là không có gì cả. Họ nói của chúng ta là thứ nhất là chúng ta phải nâng cấp hệ điều hành iPhone của bạn. Cái thứ hai là các bạn, người ta khuyến nghị chúng ta đăng ký Konami ID ở trên chiếc iPhone của bạn. Đấy, và cái việc đăng ký Konami ID thì mình đã có video rồi, mình sẽ đặt link ở dưới mô tả cái video này. Các bạn chỉ việc vào và làm theo thôi. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Còn nếu việc đăng ký có vấn đề gì, các bạn có thể comment ở bên dưới cái video này hoặc là inbox Facebook hoặc là Zalo với mình, có gì mình sẽ giải đáp các bạn. Rồi, ok, xin cảm ơn, xin chào các bạn.